Mỹ Linh xin chào mọi người nha. Chúc mọi người một buổi sáng tốt lành. Hôm nay gia đình mình sẽ đi thăm một cái chợ trời ở Longon, ở thành phố Longon ở tỉnh Lozère. Đây là một cái chợ trời nổi tiếng và lớn. Mình có thể không biết là lớn nhất không nha, nổi tiếng và đẹp ở thành phố Lozère. Cách chỗ nhà ông xã mình là 45 cây số lận nha mọi người. Đi cũng mất 30 phút, hơn 30 phút. Bây giờ mình mời mọi người cùng mình tham quan cái thành phố Longon và cái chợ trời Longon nha. Và bây giờ đã bắt đầu đã bước vào tới cái thành phố Longon này nè mọi người. Lozère là một cái vùng trên đồi núi ha, có nhiều nơi thành phố trên đồi núi, cũng có thung lũng nữa. Thì cái này theo mình biết thì nó ở trên đồi. Coi nhà cửa nè. Đường. Khi mà bắt đầu vào là ráp danh thấy chợ trời là bắt đầu thấy kẹt xe rồi nha. Thì chợ trời Longon mở mỗi sáng thứ bảy, và cái vào mùa hè thì họ mở thêm sáng thứ ba. Le marché de Longon était ouvert le samedi matin et plus le mardi pendant l'été. Ah oui, le marché Longon. Đã đi vào đây, thành phố Longon đây. Giờ phải đi kiếm chỗ đậu xe. Hắn vừa tới là có chỗ xe ra. Ở đây đậu để cái đường xanh là không được đậu quá 30 phút nha. Đây cái biển ở đây không được đậu quá 30 phút. Và là Lozère là thuộc địa phận của cái vùng Occitanie luôn nha. Đi qua đường đây đi. Là passer là đây cũng có trạm xe buýt nè. C'est le marché de Longon, vend aussi des produits régionaux, là có nghĩa ở đây nó bán luôn cả những cái sản phẩm sản xuất nội địa thủ công ha mọi người ha. À, vào khu lòng chợ rồi đây. Bán trái cây dâu ở đây là 4 đồng 60 một cái bạc két và 9 đồng hai cái bạc két. Bán lòng chợ, bán gà. Quy và khoảng 10 đồng. Quanh tiệm bánh mì. Wow. 6 euro một cái bánh mì, wow bự quá. Tu peux manger quelque chose? Oui, j'aimerais. Il y a des gâteaux là, j'aime pas. Des coffees, tout ça. Oui, c'est sympa. Gâteau de veau. Con nhìn cái bánh rất là hấp dẫn. Rồi, xin lạc lô. Và một bánh một cái 18 mô. Sốt xít. Đặc biệt người Pháp rất thích sốt xít và phô mai. Non, pas les noix. Moi, je suis les châtaignes. Tu vas prendre les baguettes tout à l'heure, en retour? Ah oui, d'accord. Oui. Ông sẵn ông mua bánh mì mà ông nói là không phải cái bánh mì loại này. Trời hôm nay 2 độ nha. Ở Paris thì 7 độ. Ở đây 2 độ nên cũng khá lạnh, lại có gió nữa. À, dạ. Je pense que ce petit loin là-bas. Chỗ này là bán quần áo ha. Là produit fermier nè. Bán sữa, bán đồ ở làm ở nông trại nè mọi người.
có trứng nè, bán trứng là nông trại nữa nè. Khá lớn, nhìn tưởng nó giống cây giả này kia thật. À, c'est le vrai, c'est dans le pot. Il est beau ça. Oui, les orchidées là. D'accord. Les fraises ne vont pas cher, hein? 1,50€ le baquet. Oui, mais la campagne. Ah, la feuille de mangue, là, elle est grande poussée, hein? Feuille de mangue, lớn quá. Bán cây trồng trong vườn nè, trồng cây dâu, trồng cái gì nè. Tu veux prendre quelque chose? Nó con trai có muốn mua bánh khoát xong bánh mì ăn không? Thì sáng nay ở nhà ông xã mình không có gì ăn, chỉ có uống sữa ha, nên phải mua cái gì ăn đó cho bỏ bụng, đi bộ hồi đói bụng. Dâu nhìn đã, ông xã mình hỏi cũng ăn không, mà mình nói mình cũng không có hứng lắm, không biết là ngon không. Có cái này măng nè, măng là 4,6€ một cái, 9€ hai cái bó ha. Thôi để mua một cái bucket nhỏ này nha. E bagno. Trứng vẫn còn rất lớn ha. Thôi ra. La caisse de pomme. À oui. Et rose. Ai. Táo 1,35€ một ký tô. Bị dĩ với bên Pháp táo lê mấy cái nho gì thì tương đối là rẻ. Artichaut loại nhỏ này bao nhiêu một ký đây? 3,50€ một cái bốt. Hoa hồi xanh con là bốt artichaut. Oh. Củ hành, củ tỏi gì mà lớn quá vậy nè. Khoai rô la tét à, 3€ một cây củ. Oui, la belle église. Ah, non, je m'en passe, c'est l'église. Bah, oui, si, si, c'est une grande église là-bas. Ouais. C'est beau, ça, là. Bah, là-bas, prends le vélo. Oh, để bán cây trồng hai bên đường. Và là-bas. Ah, il y a aussi une église derrière là aussi. On va passer par là. C'est plutôt celle-là parce que ça. Ouais. Et ça, c'est l'église, non? Non. Non, c'est pas l'église. Mais si, il y a le croix ici. Là-bas. Ah, là-bas, excusez-moi. Et si on a derrière, c'est quoi, monsieur? C'est pas l'église, là? Non, c'est une école à l'époque. Ah, c'est une école? Ah, d'accord, ok. Ah oui, il y a la Vierge dessus, d'un coup. L'école catholique, quoi? Ouais. D'accord, compris. À, trước mặt mọi người là một cái trường Thiên Chúa giáo, nên có cái tượng Đức Mẹ, mình cứ tưởng là nhà thờ mà không phải. Ông nói nhà thờ bên kia đây, trường Thiên Chúa giáo đây. Đây là bán đủ thứ nồi đồ gia dụng ha. Đây là đồ trải bàn đó. Thằng con trai nó kêu lạnh quá. Mà mọi người là những sản phẩm làm bằng sữa của con lừa ha. Đây. C'est produit de lunch. Đi tiếp nè. C'est sympa qu'il y a des olives, tous les couleurs. Olives nhiều màu quá ha. Nhìn nó quá là đẹp luôn. Đủ thứ màu hết, cả olive. À, đây là sản phẩm mật ong của cái vùng này nè mọi người. Hôm qua mình đã mua một chai, ở đây một chai. Cũng bán dễ thương quá hả? Đủ loại hết. 5,44€ một cái hũ nhỏ. Rất là dễ thương. Đây là mật ong hôm qua mình mua trong chợ, một hũ nhỏ là 5 đồng mấy. Ở đây thì 1 kg là 15€. Một hũ 500g là 8€.
8 euro đến 8 đồng rưỡi, 7 đồng rưỡi. C'est bien. Bonjour madame. Yeah. Voilà. C'est dommage, hier j'ai déjà pris 3 au marché. C'est bien. À, gà quay ở đây nè mọi người thấy không? Gà quay nông trại 17 euro, còn bình thường có nghĩa là công nghiệp là 12 euro, là ngoài cây sẵn. Xã mình nó chắc ngon lắm. À, ông nói người châu Á đang làm rất là ngon, người ta xếp hàng. Người châu Á bán gà rất đông, người mua ông nói là chắc là gà ướp rất ngon. À, ui, ngon. Có bán cả nem, chả giò, đồ ăn nè, ở tại chợ nè. Người Asia Food. Sa sông bon quỳ đi ngang qua cái mùi thơm mà người ta xếp hàng đông thì chắc phải là ngon lắm. Và quý gì bố đầu xe phải cái này cắt bằng gỗ mà chợ thì bán đủ thứ đồ hết. Giàn sushi à, sushi à, bách lờ marché ở Asiatique là bách lờ tout le tout ça sa sông bon et y a la queue tout ça. Il y a du monde, c'est-à-dire que ça marche bien, cela. Là. Là tout samedi. Là ở chỗ này tiệm châu Á này bán gà, bán đồ ăn ở đây nè, ngoài chợ trời nè. Người ta xếp hàng đông như vậy có nghĩa là phải bán ngon lắm người ta mới mua vậy, đông vậy. Đây đáng đồ biển là ốc này kia. Ốc cá đồ biển nè. Ở đây có một cái nhà thờ từ thế kỷ thứ 12 để Piduzam Sec à. Đây. Con đường trải đá hồi xưa hả? Đây vào đây coi có gì trong đây. Một cái nhà thờ cổ, quý vừa passé visite rồi. Rồi kiếm lối vô, chắc ở đây quá. Peut-être là. Il y a une porte mais c'est pas là. C'est pas là. Ah, ça peut rentrer. Một cái nhà thờ nhỏ ở đây. Bonjour. C'est une petite église. Hein. Thờ bậc thánh, không biết. Thánh gì mà không biết ha. Có hình người đàn bà đứa con Marie. Một. Rồi đi ra. Những cái cửa sổ này rất đẹp, mình rất là thích nè. Từ thế kỷ thứ 12 này. Rất là cổ nha. Nhà thờ cũng cũ kỹ rồi. Có thế này là cái hình tượng gì lạ quá. À, cái này thì là hai cái biểu tượng mà vàng từ thế kỷ thứ 18. C'est doré depuis 18e siècle. Protection vidéo. Trong tủ đây có những cái đồ bằng vàng hay mạ vàng vậy. Từ hồi xưa còn giữ lại. Nhà thờ nằm bên Pháp là cũng có một cái dàn nhạc của nhà thờ trên cao này ha. Đây là nơi làm lễ của Đức Cha mình nghĩ vậy. À, đây có làm cái tượng chúa hả? Rồi, nằm ở trong đây. Rồi. Cái cục đá này là từ thế kỷ thứ 12. À, ça là tête de chapiteau. Il y a plusieurs têtes dans cela, c'est depuis le 12e siècle. Cái mảnh đầu này nằm ở trên cái nhà thờ được lấy xuống giữ đây từ thế kỷ thứ 12 được nha mọi người. Hồi xưa đục đẽo đá nha. Mày cũng vậy. Đây là những cái giữ lại từ video xem sai cả. Nhìn thấy bức tường đá nè.
xưa lắm hả? Bức tranh này vẽ rất đẹp, mình nhìn có tưởng tượng giống như là bức tranh 3D vậy. Cái thời đó nè, vẽ rất là đẹp ha. Màu sắc vẫn còn giữ được nét cho tới ngày bây giờ. Quá là hay luôn. Lạnh quá. Coi nè, cái tường hồi xưa nè, xây nè, là từng miếng đá của vùng này nè, để lên nè, sót lại đó, mọi người thấy ha. Vâng. Oui, non. C'est vrai qu'il y a moins de choses à voir que des grands marchés. C'est un grand marché, ça. Oui. À Mantes, il y a aussi grand, non? Oui, il y a moins de choses. Ah oui? Même à Marojo, c'est petit. D'accord. Là, il est grand. Ça sent le marché, c'est la bouffe. C'est l'homme à tout faire. Vous avez mis des clous. Vous avez mis des clous. C'est du papier. Il n'y a pas trop d'habits, mais ça, c'est pas grave. Và đi vô đây mua cái bánh sáng giờ chưa ăn, còn mình petit déj 2 euro một ly cà phê và bánh croissant. Oui. Còn trên đây thì mua 3 cái thứ tư miễn phí. Đi vô đây coi nha mọi người nha. Peut prendre des pains chocolat croissant par 4e partie. Comme ça, la bánh này cũng tương đối không đắt. Croissant 1 euro, pain chocolat 1 euro 5 centime. À, bánh này không có đắt lắm. Này là cheese, c'est pas cher. Tu penses que tu veux pain chocolat? Ou croissant, pain chocolat. Ou chocolat, pain chocolat. Oui. D'accord. Bon, ce cas-là, on peut prendre 3 pains chocolat plus 1, d'accord? Donc là. Oui, oui. Bánh mì ở đây giá bao nhiêu cho mọi người coi nha. Bánh mì tradition. Rosaire. Rosaire. Tradition. Baguette normal. Baguette normal là 95 centimes gần 1 euro. Ok. Il y a des pains, des sandwich ici. Đó. Mua 3 cái bánh mì chocolat, 3 cái bánh chocolat kẹp chocolat thì 1 cái miễn phí. Và mua cái bánh mì trong xã. Xảy hết trả gần 4 euro. Thôi mẹ, con đi chợ vừa ăn bánh. Mẹ ta đi phố giáo quốc. Bốn đồng 50, 4 cái da ua. Thì da ua được rồi. Nó là phi thường. Da ua là con ngựa bi là con cù. Hả? Oui, si tu veux. Tu veux manger ça? Moi, je ne sais pas si c'est bon, je n'ai jamais goûté. Lait de brebis, là, c'est bon. Đây bán thịt hộp hay gì nữa. Đây các loại nhà ở đây. Chị mà uống tóc, cắt tóc ở đây. Sau khi đi chợ trời xong thì mình đi vòng. Thì nhận xét là cái chợ trời này cũng nhỏ thôi.
nhưng mà ông xã mình nói vậy là cũng thuộc loại lớn rồi, nhất là cái mùa đông mùa xuân bên đây thì không có trở trời nhiều. Thì nếu mà mùa hè thì có thể chắc sẽ đông người buôn bán hơn. Hôm nay trời lạnh, nó đi ra ngoài đường mà tụi mình tay lạnh buốt hết á. Quay cho mọi người coi cái vòng của thành phố Long Gôn nha. Giá xăng bên đây nè, giá dầu là 1 euro 76 1 euro 7764, xăng là 1 euro 909 1 lít ha. Nông sản này đổ xăng đây. Nói chạy trang dòng thành phố này nhỏ cũng chẳng có gì để thăm viếng hết, hay là tại mình không biết thôi. Cái thành phố này nghĩ nằm dưới thung lũng, tại vì xung quanh đây phía trước mình thấy đồi núi phía trên cao. Ensemble, c'est la même. Renault capture. Bắt đầu đi ra khỏi thành phố Long Khô nha mọi người ha. Cũng không có gì đặc sắc lắm thành phố. Mình thử chạy đến Lắc Trời Nô Sắc để coi có cái gì ở đây ha mọi người. Thì nghe ông xã mình nói là Lắc Trời Nô Sắc hồi đó là nó có thời gian nước nó ngập lên, nó chôn vùi những cái nhà ở trong, nên ở dưới cái hồ Lắc Nô Sắc là còn có những cái nhà hồi xưa bị chôn vùi đó ở dưới cái hồ nước, và sau đó thì người ta xây những cái hồ, cái nhà khác phía bên trên hồ. Hồi xưa nó không phải là cái hồ mà nước nó ngập vô đó, thành một cái hồ. Đây là nhà thôn quê ở vùng Long Gô nha mọi người, nhà miền quê ở miền Pháp là vậy ha. Những ai muốn biết cái nhà quê miền Pháp là sao thì đây mọi người coi nhà quê làm sao ha. Các bạn đây nói là ở đây là nó xây lại cái nhà sau khi cái nhà bị chôn vùi trong nước ha. Và cái nhà này cái nhà mới này xây sau này. Trước mặt mọi người là cái hồ nè, đó người ta nói trong cái hồ. À ơi. Ông xã mình nói là trước cho đó là có một cái làng ở trong cái bị chôn trong cái hồ nước đó. Là nouveau maison à. Trước mặt mọi người nè, cái hồ là Nô Sắc nè, rất là lớn luôn nha. Tụi mình phải hỏi đường để đi, để sợ lạc đường đó. Hồ lớn, cái hồ nước quá là rộng luôn, đẹp. Ở đây mùa hè chắc là rất là mát. Ici l'été est très beau ici. Ông xã nói một ngày chắc sẽ rất là đông người đến đây tại cái hồ rất là lớn. Mà ông nói là cái kỳ đó người ta ngăn đập nước á, để làm gì dưới đáy hồ đó, thì thấy còn những cái mảnh của cái căn nhà nằm ở dưới đáy hồ ha. Căn nhà mà chôn ở trong cái hồ nước này, nhưng mà nghe nói là không có ai chết hết, tại khi mà cái nước nó tràn tới là người ta báo cho những người đây là rời khỏi nhà rồi, và sau đó những căn nhà được xây ở trên cao. Rất là lạnh, gió thổi nên phải chùm nữa nè. Những cái đồ lưu niệm ở đây là những cái nhà cho khách thuê ha. Đó con,
không hối lạnh quá ông bà ơi, lên lầu. Ở đây thì có bãi đậu xe phía trên đây cũng rất là tiện. Và xin chào mọi người nha. Thôi chuyến đi vòng quanh thế giới, xin lỗi, vòng quanh một số vùng ở Loja đến đây là hết. Mình hẹn mọi người video sau nha. Ngày mai hai mẹ con mình sẽ lấy xe lửa để trở về Paris rồi. Cái kỳ nghỉ xuân đến đây là hết rồi nha. Hẹn mọi người những cái video khác nha, với những cái đề tài khác nhau. Nếu mọi người có cần góp ý hay là muốn mình quay cái gì đó thì nói cho mình biết nha. Cảm ơn nhiều. Nhớ đăng ký kênh và cho mình một cái like. Merci beaucoup. Cảm ơn nhiều nha. Hẹn video sau. Chào. Chi tiết về cái hồ Nô Sáp này thì có chiều sâu là 50m, chiều dài là 8 cây số và bề ngang là 2 cây số 7. Nó ở cái chiều altitude không biết là 945m. Altitude là độ cao của cái vùng này ha.